Xin chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh YouTube Nẻo Đường Yêu Thương. Hãy cùng chúng tôi cập nhật những thông tin mới nhất trong giáo hội cũng như mọi tin tức quan trọng của đời sống thường ngày trong 24 giờ qua. Sau đây là nội dung chi tiết. Kính thưa cộng đoàn, như chúng ta đã biết, quyền lực của Đức Giám mục rất lớn trong giáo hội. Dĩ nhiên quyền đó là để phục vụ anh chị em. Bởi chúng ta thấy đó, dù có làm giám mục quyền cao chức rộng, đi tới đâu có người đón đưa, lộng lẫy, kèn trống tưng bừng, cờ xí, pano, khẩu hiệu, vỗ tay chào mừng hoành tráng. Nhưng rồi cuối đời về già cũng phải có người chăm sóc, như đức cha Mikae Hoàng Đức Oanh bây giờ chẳng hạn. Nên dù là ai đi chăng nữa, hãy sống đời phục vụ để rồi sau này về với Chúa sẽ được phần thưởng xứng đáng. Nhưng nói gì thì nói, cái được gọi là quyền lực của Đức Giám mục nó to lớn như thế nào mà chúng ta không thể tưởng tượng được đâu. Tuy vậy, song có thể quý vị không biết được rằng trong lịch sử giáo hội Việt Nam có một vị giáo mục mà ngài đã phải đạp xích lô. Không ai được gọi ngài là đức cha. Ngài không có áo trùng viền tím, không có mũ gậy nữa cơ, không được làm lễ đại triều. Và điều kinh khủng hơn nữa là ngài bị cô lập và được coi như là đi tù trong suốt 30 năm trời. Khổ thật đấy chứ. Ngài ấy là ai? Lịch sử như thế nào? Xin kính mời quý vị xem hết video để hiểu rõ nỗi khổ tù đầy gian truân của ngài ấy nhé. Đức cha Vinh Sơn Phạm Văn Dụ, vị mục tử 30 năm bị cách ly. Trong số các đức giám mục người Việt, có lẽ đức cha Vinh Sơn Phạm Văn Dụ, giám mục chính tòa giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng, là vị giám mục chịu nhiều khổ ải và gian truân nhất. Ngài bị cô lập suốt 30 năm trời. Ngày 25 tháng 8 năm 1987, từ Thất Khê, nơi ngài bị quản chế, ngài viết: "Tôi ngồi đây gần 30 năm rồi, có được tự do đi đến đâu đâu. Hội đồng giám mục thế giới đến nơi, dĩ nhiên tôi chả hy vọng chút nào được đi. Tôi thông công bằng lời cầu nguyện vậy." Ngược dòng thời gian, đức cha Vinh Sơn Phạm Văn Dụ sinh ngày 14 tháng 10 năm 1922 trong một gia đình sùng đạo tại Phát Diệm, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Thuở nhỏ, cậu Vinh Sơn theo học tại đệ tử viện dòng Francisco tại Thanh Hóa. Năm 1939, gia nhập tiểu chủng viện Teresa Lạng Sơn. Sau đó theo học tại chủng viện Xuân Bích, Liễu Giai, Hà Nội. Ngày 8 tháng 9 năm 1948, thầy được chịu chức linh mục và được bổ nhiệm làm phó sứ Đồng Đăng. Năm 1954, Hiệp định Geneva được ký kết, đất nước bị chia đôi. Thay vì tản cư, cha tình nguyện ở lại giáo phận. Ngày 26 tháng 10 năm 1958, đức cha Sắc, cha Jubet và cha Lerec, những vị thừa sai cuối cùng bị trục xuất khỏi Lạng Sơn, Cao Bằng. Cha Vinh Sơn được tòa thánh bổ nhiệm làm tổng quản địa phận và được chính quyền yêu cầu về Thất Khê thay chế cha Jubet. Về Thất Khê chưa đầy một năm, ngày 5 tháng 3 năm 1960, cha Vinh Sơn được tòa thánh bổ nhiệm giám mục hiệu tòa Bosetta. Vào ngày 24 tháng 10 năm 1960, cùng với việc thiết lập hàng giáo phẩm Việt Nam, đức cha Dụ được đặt lên làm giám mục chính tòa Lạng Sơn. Gian nan việc thụ phong. Do không được nhà nước công nhận và bị cấm ra khỏi phạm vi thị trấn Thất Khê 5 km, giáo phận lại không có đức cha, nên việc thụ phong giám mục cho cha Vinh Sơn đã không thể được thực hiện. Chuyện kể rằng, cùng được bổ nhiệm với cha Vinh Sơn, còn có đức cha Đa Minh Đinh Đức Trụ, giám mục Thái Bình, đức cha Giuse Phạm Năng Tĩnh, giám mục Bùi Chu, đức cha Phêrô Nguyễn Huy Quang, giám mục Hương Hóa, tất cả đều không được nhà nước công nhận. Đức cha Đinh Đức Trụ đã giả dạng làm phu xích lô, đạp xích lô lên Hà Nội để được đức cha Giuse Maria Trịnh Như Khuê làm tấn phong. Khi về, ngài hẹn với đức cha Giuse Maria Phạm Năng Tĩnh đến một nơi kín đáo và tấn phong cho đức cha Bùi Chu. Khi nghe tin ấy, đức cha Phạm Văn Dụ than thở: "Đi đâu mà không báo tin cho biết để cùng đi." Từ ấy, ngài vẫn sống như một cha xứ bình thường, không ai được gọi ngài là đức cha. Ngài không có áo viền tím, không có mũ gậy, hoàn toàn như một cha xứ nhà quê âm thầm. Năm 1979, khi Trung Quốc tấn công biên giới Lạng Sơn, mọi người phải di tản, đức cha Phạm Văn Dụ cũng theo đoàn người di tản về Bắc Ninh. Tại đây, ngày 1 tháng 5 năm 1979, ngài được đức cha Phaolô Phạm Đình Tụng, bấy giờ làm giám mục Bắc Ninh, tấn phong giám mục. Lễ nghi hết sức âm thầm và đơn sơ, diễn ra trong căn phòng nhỏ hẹp, gọi là căn phòng U8 của tòa giám mục Bắc Ninh. Hết chiến tranh trở về lại Thất Khê, ngài vẫn chưa được nhà nước công nhận,
trở về ngôi nhà chung của giáo phận. Ngài chỉ được nhà nước công nhận sau chuyến viếng thăm ngoại giao khởi đầu cho việc đối thoại nhằm tiến tới việc bang giao giữa Tòa Thánh và Việt Nam của Đức Hồng Y Roger Ettinger diễn ra từ ngày 1 đến ngày 13 tháng 7 năm 1989. Ngày 23 tháng 5 năm 1990, nhân dịp lễ an táng Đức Cố Hồng Y Jose Maria Trịnh Văn Căn, Đức cha Vinh Sơn lần đầu tiên được mặc phẩm phục giám mục, có mũ mitra, đồng tế với Đức Hồng Y Echagaray, đặc sứ của Đức Thánh Cha. Sau khi trở về từ Hà Nội, Đức cha Vinh Sơn chuyển về Lạng Sơn sau 30 năm ẩn dật tại Thất Khê. Tòa giáo mục được đặt tạm thời tại khu Văn Miếu, cửa Nam. Ngày 19 tháng 8 năm 1991, Ngài được phép qua Roma yết kiến Đức Thánh Cha và được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô tiếp đón cách trọng thị. Trở về nước, Ngài bắt tay vào xây dựng cơ sở. Năm 1993, khởi công xây tòa giáo mục, dự định sẽ xây tiếp ngôi nhà thờ chính tòa nhưng chưa thành. Năm 1995, khởi công xây dựng nhà thờ Thanh Sơn, Cao Bằng. Năm 1996, xây nhà thờ Cao Bình. Sang năm 1997, sức khỏe của Đức Cha ngày một giảm sút. Ngày 9 tháng 3 năm 1998, Tòa Thánh phê chuẩn đơn xin nghỉ hưu của Đức Cha. Ra đi trong nước mắt. Bệnh tình ngày càng trầm trọng, Ngài qua đời lúc 0 giờ 45 phút ngày 2 tháng 9 năm 1998, sau 38 năm phục vụ nước trời trong lặng lẽ âm thầm với ơn gọi là mục tử giáo phận Lạng Sơn, Cao Bằng. Viết về vị tiền nhiệm của mình, Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt, nguyên giám mục Lạng Sơn, Cao Bằng, đã chia sẻ: "Khi về Lạng Sơn, tôi mới hiểu hết những tình cảm sâu nặng giáo dân dành cho Ngài. Đi đến đâu cũng thấy mọi người nhắc đến Ngài với những tâm tình thương mến, kính phục. Chỗ nào cũng nghe những trích dẫn Ngài đã dạy dỗ, khuyên bảo. Ảnh hưởng của Ngài thật lớn lao, rộng rãi và sâu xa. Hình ảnh Ngài bàng bạc khắp nơi, giáo dân thấy Ngài trong những hiện tượng thiên nhiên. Khi an táng Ngài, trời mưa như chút nước, đến nỗi các đức giám mục và các linh mục không thể bước ra phần mộ. Tại phần mộ, dù người ta đã che bạt, nước vẫn chảy xuống như thác. Giáo dân càng thương nhớ Ngài hơn. Ngày dỗ đầu được bình an, dỗ năm thứ hai trời mưa như chút, đến nỗi không thể dâng lễ ngoài trời dù đã che rạp. Mưa trĩu nước trên bạt tre làm sập khung sắt, rạp đổ xuống làm vỡ cả tượng Thánh Giuse. Giáo dân càng thương nhớ Ngài tha thiết. Dỗ mãn tang trời mưa lớn hơn, nước dâng lên ngập lụt làm mọi người vừa tan lễ vừa phải chạy vội về thu dọn đồ đạc. Đoàn Thất Khê dự lễ về phải bỏ xe đi bè qua chỗ nước lụt. Đoàn Cao Bằng phải vòng qua ngã Thái Nguyên để về cho kịp ngày lễ Chúa Nhật. Giáo dân cho đó là tiếng Ngài nhắc nhở chúng ta rằng đời sống chưa qua hết đau khổ, chưa hết chiến đấu. Dỗ năm thứ tư, mưa bão đánh gãy cành cây nhãn lớn nhất nơi treo quả chuông. Quả chuông vốn đã nứt nẻ lại rơi xuống một lần nữa. May mà không vỡ thêm. Tất cả những việc ấy làm người dân càng nhớ đến Ngài. Mọi người đều ứa lệ khi nhớ đến những đoạn đời đau khổ mà Ngài đã trải qua. Tượng Đức Mẹ để dưới cây nhãn tuy cũ kỹ, nhưng giáo dân vẫn muốn giữ lại, vẫn thích cầu nguyện trước tượng Đức Mẹ cũ, vì tượng cũ làm họ nhớ đến Đức Cha Vinh Sơn Phaolô. Đã bao lần Ngài đứng trước tượng Đức Mẹ này cầu nguyện với cả đau đớn và nước mắt. Quả thật, sự hiện diện càng âm thầm lại càng có sức lan tỏa rộng lớn, càng đau đớn lại càng đi sâu vào lòng người. Ngày 29 tháng 11 năm 2021, giáo phận Lạng Sơn, Cao Bằng đã cải táng và di chuyển thi hài Đức Cha Vinh Sơn về hầm mộ nhà thờ. Điều đặc biệt là thi hài của Đức Cha Vinh Sơn sau 23 năm chôn vùi dưới đất vẫn còn nguyên vẹn.